Đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh là chủ đề của chương trình hội thảo quốc tế do Trung tâm Đào tạo khu vực của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam phối hợp cùng Hội nghiên cứu giảng dạy tiếng Anh tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tham dự của hơn 200 giáo viên, giảng viên và các chuyên gia tiếng Anh đến từ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, hội thảo giới thiệu những cải tiến trong dạy và học tiếng Anh và các xu hướng mới trong lĩnh vực này. Đây là dịp để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và giáo viên trao đổi ý kiến và kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy và học tiếng Anh. Được tổ chức hàng năm, hội thảo được xem như cơ hội để thiết lập và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân, cơ quan và tổ chức giáo dục trong nước, khu vực và trên thế giới.